Các bạn có thể thấy bây giờ là 9:45 sáng. Mình đang thức dậy rất là sớm để mà ra đây show á. Là cái chỗ mà cửa hàng mà chuyên bán đồ mà giá cũng khá là hợp lý Hàn Quốc. Và rẻ nhất Hàn Quốc á là chỗ đó. Thì người ta sẽ châm hàng vào mỗi lúc 10 giờ sáng, cho nên bây giờ mình đã chuẩn bị đồ đạc sẵn rồi. Và bây giờ mình sẽ đi ra đó xem coi có khẩu trang hay không. Ngoài đường hôm nay vắng tanh luôn các bạn. Có nhiều xe luôn. Mình vừa mới khóa xe rồi. Và bây giờ thì mình đang đi tới Daiso này các bạn. Đây là cái chỗ Daiso ở nhà mình nha. Wow, bây giờ có rất nhiều người người ta bắt đầu xếp hàng rồi các bạn. Chắc mình cũng phải xếp hàng qua đây quá. Thì ở đây á các bạn, mỗi người sẽ mua được tối đa 3 cái khẩu trang với 1 chai nước rửa tay. Rồi, như người ta xếp hàng từ lúc sáng sớm vậy để mua cái mặt nạ. Mà bây giờ ở đây cũng không có Daiso, cho dù xếp hàng sớm như vậy các bạn cũng chẳng mua được mặt nạ đâu các bạn ơi. Không được mua được khẩu trang chứ. Nên là nếu các bạn tới Daiso có tính sớm đi chăng nữa thì các bạn cũng không mua được khẩu trang đâu nha. Giờ cũng hết luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải đi về rồi các bạn ơi. Anh nhau, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mân. Hôm nay sẽ là một cái vlog hơi thời sự một chút xíu. Mình thì mình không giỏi về cái việc mà truyền đạt tin tức cho mọi người, nhưng mà hy vọng qua cái vlog này thì mình có thể chia sẻ một ít cái cảm nhận, cái suy nghĩ của mình vào trong những cái lúc mà đại dịch như thế này. Các bạn ơi, mới một tuần trước thôi, lúc mà Hàn Quốc vẫn khoảng 30 mấy ca nhiễm corona đấy, tất cả những cái cửa hàng, những cái trang bán mặt đều bán mặt khẩu trang, các vật dụng như đồ rửa tay vẫn rất rất là nhiều và thậm chí còn giảm giá rất nhiều. Nhưng mà không ai mua cả, và thậm chí lúc đó mình cũng nghĩ rằng là chắc chắn là chính phủ Hàn Quốc sẽ kiểm soát tốt được cái dịch này, cho nên mình không có việc gì phải lo cả. Vậy mà chỉ vừa với một vài ngày trước thôi, cái dịch này đã bùng lên không kiểm soát được. Từ một bệnh nhân siêu lây nhiễm số 31 đã tăng cái số ca nhiễm corona của Hàn Quốc lên khoảng hơn 700 người, và số người tử vong lên tới 7 người. Và trong số những người mắc phải đó có những người ở rất rất là sát chỗ mình, và thậm chí người ta đi vòng vòng cái khu mình ở luôn các bạn. Cho nên là mình rất lo lắng, không biết là mình có bị nhiễm corona hay không nữa. Điều đó dẫn đến một cái việc rất là quan trọng, chính là mình có nên về Việt Nam hay không, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn vào cuối cái vlog này nha. Bây giờ mình sẽ quay lại lý do tại sao mà ở Hàn Quốc cái dịch lại bùng phát lên một cái đùng như vậy. Thứ nhất các bạn ạ, mặc dù Hàn Quốc rất là phát triển, nhưng mà cái nhận thức của con người ở đây, người ta không có suy nghĩ nghiêm trọng về corona như Việt Nam tụi mình đâu. Thậm chí nếu bây giờ các bạn ra ngoài đường, các bạn vẫn thấy rất nhiều người người ta không đeo khẩu trang, cho dù là người lớn hay là người nhỏ đi chăng nữa. Người già ở Hàn Quốc có một số người rất là cố chấp, bảo thủ, chủ quan, và đặc biệt người ta cũng khá là cố chấp. Cái trường hợp bà số 31 là một cái điển hình. Mặc dù là mình có những cái triệu chứng là biết hình như là bị corona rồi, nhưng bà này từ chối đi khám bệnh. Và dẫn tới cái việc mặc dù chính phủ đã quản lý rất rất là tốt cái việc mà những người bệnh lúc đầu, nhưng vì chính cái sự cố chấp của bả đã dẫn tới cái việc mà Hàn Quốc bị lây nhiễm không thể nào mà kiểm soát được. Nhưng mà ý thức của Hàn Quốc rất là lạ lẫm các bạn ơi. Bây giờ corona là một trong những cái dịch bệnh cực cực nguy hiểm trên toàn thế giới, nhưng họ không có quan tâm về cái điều đó. Họ vẫn tập trung đi biểu tình ở ngoài quảng trường Quang Hoa Minh, khoảng đến hơn 1.000 người. Biểu tình như vậy cũng rất là nguy hiểm rồi, nhưng có rất nhiều người người ta thậm chí không thèm đeo khẩu trang luôn các bạn ơi. Nhưng mà các bạn nhìn vào đa số, các bạn thấy đa số là người già không à? Chắc là tại vì người già người ta thiếu ý thức như vậy. Nhưng mà không, trời ơi, vừa mới ngày hôm qua hôm kia, ngày chủ nhật, rất rất là nhiều người trẻ tập trung đi club, đi bar đủ thứ hết mà không hề đeo khẩu trang luôn các bạn ơi. Mà các bạn biết rồi đó, chỉ cần một người dính thôi mà nguyên cái club đó mà tụ tập mà đông người mà không đeo khẩu trang như vậy là dính hết nguyên một cái ổ luôn. Cho nên cái số người lây nhiễm hiện tại là 800, nhưng mà mình nghĩ á chỉ khoảng vài ngày sau thôi
thì nó sẽ bùng phát thêm dữ nữa, và nó sẽ không dừng lại mức 800, 1.000 hay 2.000 đâu, mà mình nghĩ còn rất rất là nhiều hơn. Bởi vì một trong những cái lý do quan trọng và chủ yếu nhất đó chính là sự chủ quan và thờ ơ của người Hàn Quốc đối với cái dịch bệnh này. Cái lý do thứ hai thì mình nói cho vui thôi, tại sao người Hàn Quốc người ta dễ lây và lây nhanh hơn người Việt Nam tụi mình. Tại vì người Hàn Quốc nói chuyện hay phun nước miếng. Phát âm của người Hàn Quốc các bạn có nhiều cái âm mà người ta phải như thế này nè. Cho nên á, đặc biệt những người nào mà các bạn tiếp xúc người Hàn Quốc nhiều, các bạn sẽ thấy là người Hàn Quốc nói chuyện rất là dễ văng nước miếng vào mặt mình. Và các bạn cũng biết rồi đó, đường nước miếng cũng là một những cái đường mà lây nhiễm cái corona cho mọi người. Và đặc biệt mấy ông bà già nữa đi, trời ơi, nói chuyện thôi là chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà chỉ lộ mấy ông bà là cái mặt bà ướt nhẹp luôn đó. Không chỉ cái đường nói chuyện văng nước miếng này mà còn một cái đường cũng khá là quan trọng các bạn ạ. À, người Hàn Quốc người ta hút thuốc rất là nhiều, và có rất nhiều thanh niên đi ngoài đường khạc đờm, đang đi ngoài đường, trời ơi, ra một cục đờm ngoài đường rất rất là dơ và bẩn luôn các bạn ơi. Đó là một những con đường không hề văn minh tí nào mà vô tình người Hàn Quốc người ta lây nhiễm cho nhau. Lý do thứ ba, các bạn có biết là người phụ nữ số 31 đó là một người có đi theo đạo, đi nhà thờ và một cái tôn giáo gọi là Tân Thiên Địa. Chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề tôn giáo này. Thực sự thì mình cũng là một người theo đạo ở Việt Nam, mình là theo đạo Thiên Chúa. Mình có thể chỉ ra được những cái điều cực kỳ khác biệt giữa cái việc tôn giáo ở Việt Nam và tôn giáo ở Hàn Quốc. Ở Việt Nam, nếu các bạn đi lễ thì các bạn cũng biết rồi đó, một không gian rất là rộng, có bàn ghế hẳn hoi và nó rất là trịnh trọng, trang nghiêm theo từng cái nghi thức của cha xứ. Những điều cha giảng đều muốn hướng mọi người tới những cái việc làm hành động tốt đẹp trong cái cuộc sống thường ngày hơn. Nhưng bên Hàn Quốc lại một việc cực kỳ khác. Bởi vì mình đã có lần đi thử nhà thờ ở Hàn Quốc rồi. Ở đây người ta không hề chỉnh trọng trang nghiêm như ở Việt Nam đâu, mà người ta chỉ cần một cái không gian thôi, rồi có một vài cái bàn, cái ghế xếp đại cho người ta ngồi ngồi đó, rồi cha ra ngồi, cha giảng. Những cái điều mà cha xứ bên này người ta giảng lại cực kỳ khác. Kiểu như rằng là người ta muốn hướng mình tới cái việc là hãy tin vào Chúa đi, hãy hết lòng vì Chúa đi, rồi tự động, hoặc là cứ ngồi chờ đi thì sẽ có những cái điều kỳ diệu sẽ đến với con. Và tất cả mọi thứ mà người ta rao giảng đều chỉ duy hướng tới một điều, đó chính là phải tin vào Chúa. Và đặc biệt ở Hàn Quốc người ta rất là lạ trong cái việc mà đi truyền giáo, truyền đạo các bạn ơi. Người ta đi đâu ngoài đường, người ta cầm những cái tờ giấy phát lung tung, phát búa lu su hết, rồi không đi hỏi những cái câu hỏi rất là kỳ lạ. Cho đến khi bạn gia nhập cái tôn giáo đó thì có rất nhiều việc mà các bạn phải làm. Một trong những điều đó, các bạn phải đóng tiền phí, tiền mà các bạn tham gia cái tôn giáo đó. Nghe rất là kỳ đúng không các bạn ơi? Thậm chí là nhiều người Hàn đó, người ta còn gọi những cái tôn giáo, những cái người mà đi truyền đạo như vậy là sai bi, nghĩa là những cái người gần như là lừa đảo đó các bạn. Và để mà nói về cái chuyện tôn giáo Hàn Quốc á, thì nó là một cái vấn đề rất rất là khó mà không thể nào mà mình có thể nói ngắn gọn trong cái vlog này. Nhưng quan trọng không phải là người ta đều có những cái suy nghĩ rất là sáng suốt. Người ta vì cái tôn giáo người ta mù quáng sùng đạo quá mức, dẫn đến cái việc là cái lần mà bà 31 đó bà bị nhiễm như vậy. Nhưng mà tất cả những cái người bị nhiễm đó, người ta lại đều có suy nghĩ rằng là đây là một cái thử thách cho Chúa Trời, người ta thử thách tín đồ như mình thôi, để mình có thể vượt qua cái này, để mà có thể mạnh mẽ hơn, vân vân, kiểu như vậy đó. Thì chính những cái con người như thế này, người ta không có hiểu biết nhiều về cái dịch bệnh, người ta vô tình đã làm cho Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Có đến vài trăm người bị nhiễm trong cái giáo phái Tân Thiên Địa này, nhưng có đến 200 mấy chục người đến bây giờ người ta vẫn không chịu liên lạc với cơ quan chức năng để mà người ta có thể đi khám bệnh. Và họ nếu cứ tiếp tục sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày như vậy thì các bạn nghĩ xem liệu bao nhiêu người nữa người ta sẽ bị mắc bệnh tiếp. Hiện tại thì các bạn cũng biết rồi đó, ở Hàn Quốc hơn 800 người đang bị nhiễm. Nhưng không biết bao nhiêu phần trăm trong số 800 người đó người ta lại đi những cái nhà thờ, đi những cái nhà nguyện. Thì vô tình những cái người mà người ta tiếp xúc á lại bị còn nhiều hơn so với những người người ta không theo bất cứ cái tôn giáo nào ở Hàn Quốc. Cái điều mà mình bây giờ đang lo nhất đó chính là cái tốc độ chữa trị ở Hàn Quốc. Có thể là mình không có nhiều kiến thức, không có nhiều hiểu biết về cái vấn đề dịch bệnh hiện tại ở Hàn Quốc như thế nào. Nhưng mà mình cảm thấy á, là người Hàn Quốc người ta chưa có một cái ứng biến, những cái đối phó nào đó phù hợp với cái dịch bệnh này. Cho nên rằng là cái tốc độ mà người ta bị nhiễm bệnh đang tăng lên rất là nhiều. Nhưng cái số mà người ta được điều trị, người ta được phục hồi đó lại rất rất là thấp. Mà mình cực kỳ lo là chỉ cần khoảng vài ngày hay vài tuần nữa thôi đó, thì cái số nhiễm bệnh này nó sẽ tăng lên còn rất rất là nhiều luôn các bạn ạ. Và mình cũng đang cố gắng không đi ra ngoài đường càng nhiều càng tốt. Mình cũng đã dự trữ một số ít lương thực ở nhà rồi, nên là hy vọng là mình có thể vượt qua được cái cơn dịch bệnh này. Còn có rất nhiều bạn nói rằng là có nên đi về Hàn Quốc bây giờ hay không.
Đó là một cái suy nghĩ mà mình rất là đắn đo mấy ngày nay các bạn ạ. Về thì đương nhiên là mình cũng muốn về chứ. Tại vì bây giờ á, cái dịch bệnh như vậy thì các bạn đi học cũng không đi học được. Tại vì bây giờ trường đang lùi lịch học lại. Thứ hai là các bạn đi ra ngoài cũng không có ra ngoài yên tâm được tí nào hết. Rất là nguy hiểm luôn. Và đặc biệt ở ngoài vẫn có rất nhiều người ta nhỡn nhơ, người ta không đeo khẩu trang, người ta không bảo vệ chính họ cũng như là những người khác. Cho nên là ra ngoài đường cũng rất là nguy hiểm. Và nói chung là không có làm được cái điều gì hết các bạn. Cho nên mình cũng rất là lo lắng trong cái việc mình ở lại đây. Mua vé máy bay để mà về bây giờ thì thực sự vé giá rẻ cũng đã hết rồi. Chỉ còn những cái vé siêu đắt mà rất là mắc thôi. Cho nên là đối với những cái tụi du học sinh tụi mình á, thì mua những cái vé như vậy cũng thực sự rất là tốn tiền đó. Và hơn hết điều quan trọng nhất đó chính là có thể là lúc mình đang ngồi ngay đây, mình bị dính bệnh nhưng mà mình vẫn chưa phát ra những cái dấu hiệu thì sao. Hoặc là thậm chí bây giờ lúc mà mình chuẩn bị từ đây ra ngoài nhà, ra ngoài đường, đi ra sân bay để mà chuẩn bị đi về Việt Nam thì lúc đó mình lại vô tình dính bệnh. Xong mình đi về Việt Nam lại có thể lây bệnh cho người thân, hàng xóm vân vân thì sao. Đó sẽ là một cái nước đi cực kỳ nguy hiểm. Mình nghĩ tốt nhất thì mình vẫn nên ở lại Hàn Quốc cho đến khi dịch bệnh nó qua đi. Và đặc biệt cái điều cuối cùng mà mình lo lắng đó chính là nếu mà mình về Việt Nam thì mình bỏ cái con này ở lại đây như thế nào. Có thể là đối với nhiều người thì thú cưng hay là động vật cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng mà đối với mình thì đó, đây cũng là một cái sinh mạng. Cho nên là mình sẽ cố gắng ở lại đây để có thể bảo vệ gia đình mình và cũng có thể là để bảo vệ được cái con cờ hó này. Và hy vọng là cái vlog này sẽ chia sẻ và cung cấp cho mọi người nhiều cái thông tin thật là bổ ích về cái vấn nạn về cái bệnh dịch corona này nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Bye bye, Shiko, chào cô chú đi con. Yeah.